đang test thử cái nò. Chưa được ok cho lắm. Cái nò mình đặt nó rộng hơn mà người ta lại làm hẹp đi, thế là đương nhiên là nó bị ấy quá, bị nhớ quá. Lỗi nửa này là do là nó bị trúng ở cái đoạn đấy, nó bị dầu. Có khả năng mai phải mài đi.